Mẫu thân. Một thiên tình sử, một chuyện tình lãng mạn vượt biên giới, thoát ra khỏi những phủ phiếm xa hoa trong cuộc sống vương triều của hơn 1.400 năm về trước, được dàn dựng lại một cách chi tiết, công phu trong bộ phim mang tên Tình Ca Xê Đông. Đó là tình yêu giữa Xê Hoa, một công chúa xinh đẹp của vương quốc Xin La, và chàng hoàng tử bán khoai tên là Xê Đông của triều đại Bắc Chi. Lần đầu tiên con kiếm được tiền đấy. Bà coi con bán được rồi này. Chỉ vì con, nàng đã phải từ bỏ địa vị, phản bội đất nước, bỏ phụ mẫu và quyết tâm thay đổi thành người khác. Xiêu Đông với ước muốn trở thành một vị vua quyền lực, nhưng không phải vì hào quang của vinh quang, mà chính là vì lòng thiết tha cháy bỏng, muốn đem đến cho muôn dân một cuộc sống an lành, hạnh phúc. Lần này thất bại, hãy tấn công luôn. Với tình yêu tha thiết, sự hy sinh vô điều kiện của công chúa Xê Hoa, liệu có giúp Xiêu Đông thực hiện được ước muốn của mình hay không? Người mà ngươi muốn báo thù cũng là ta đúng chứ? Vậy thì hãy để huynh ấy đi đi. Việc che giấu thân phận ngươi sẽ làm hại đến Chan đấy. Ngươi có biết không hả? Cùng với sự tham gia của dàn diễn viên ngôi sao Hàn Quốc, Tình Ca Xê Đông sẽ hấp dẫn quý khán giả từ đầu đến cuối bộ phim. 75 tập phim Tình Ca Xê Đông phát sóng 11:55 hàng ngày, bắt đầu từ thứ Tư ngày 22 tháng 1 năm 2014 trên kênh NTV.